Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chắc là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang Hotline 0395888345. Hình trên màn hình các bạn thấy thì đây chính là một dòng camera ngụy trang ổ cắm điện Neoa 4 chân rắc. Đấy, với những cái dòng ổ cắm điện của nhà mình ấy thì nhà mình đã có rất là đa dạng mẫu mã. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái con camera ngụy trang ổ điện Neoa 4 chân rắc này. Thì con đối với những cái dòng camera ngụy trang ổ điện thì cực kỳ là dân dụng, thông dụng. Đấy, nhà ai cũng sẽ có những cũng sẽ có một vài cái ổ điện như thế này đó. Và với những con camera ổ điện như thế này ấy, của nhà mình thì vẫn sử dụng những cái chân rắc này, các bạn có thể kết nối với nguồn điện, các bạn vẫn có thể cắm điện như bình thường. Đấy, các bạn vẫn có thể cắm sạc hoặc là cắm bất kỳ vật dụng nào như bình thường đó. Thì camera của nhà mình ấy thì sẽ được đổ vào phần sườn của cái ổ điện cắm điện này đó, hoặc là các bạn cũng có thể yêu cầu, nhà mình cũng có thể đặt theo yêu cầu cái vị trí cam và bất kỳ vào cái vị trí nào của cái ổ điện này, nhà mình có nhận theo yêu cầu đó. Thì cam của nhà mình thì cực kỳ siêu nhỏ này, nếu mà không ai nếu mà không nhìn kỹ thì sẽ rất ít người nhìn để ý đến cái mắt cam này, vì cái mắt cam của nhà mình thì cực kỳ là nhỏ đó. Góc quay của cái mắt cam này sẽ là 150 độ, hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh full 4K, có chức năng kết nối từ xa qua 3 4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động này. Đấy, có thu âm hình tiếng, âm thanh của nó thì to rõ ràng, lưu trữ thì ở toàn bộ trong thẻ nhớ và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối được qua điện thoại, các bạn có thể xem được từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó, các bạn có thể để ở nhà và các bạn đi đâu đó các bạn vẫn có thể xem được từ xa. Đấy, hoặc là các bạn đi ra nước ngoài thì các bạn vẫn có thể xem được. Đó. Thì camera của nhà mình ấy thì có thể dùng để theo dõi bảo quản được tài sản cá nhân. Đấy, bắt trộm hoặc lưu trữ bằng chứng trực tiếp và cực kỳ là hợp lý. Đấy, bảo quản được tài sản cá nhân thì các bạn sẽ biết được là ai là người hay trộm cắp vào trong gia đình các bạn này, hay trong cửa hàng của các bạn đó. Theo dõi mã đó thì các bạn có thể theo dõi được người đó có ngoại tình hay không này, các bạn có thể đặt để theo dõi nhân viên này, theo dõi con cái học hành này. Đấy, thì và lưu trữ bằng chứng thì camera này cắm điện nó sẽ quay 24/24. Đấy, sử dụng những cái em này để lưu trữ bằng chứng cực kỳ là hợp lý, để theo dõi cũng cực kỳ là hợp lý. Em này rất là thông dụng với tất cả mọi nhà luôn đó. Thì đối với những cái dòng camera ngụy trang hoặc camera siêu nhỏ của nhà mình ấy thì đều có những cái cách sử dụng này, cách kết nối thì cực kỳ là dễ dàng. À, cực kỳ là dễ dàng, nhiều khi còn dễ dàng hơn cả đối với những cái dòng camera to đó. Thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến những cái dòng camera lọc kín hoặc camera ngụy trang ngày càng nhiều này, để giám sát cũng là theo dõi quay lại bằng chứng, thì các bạn có thể theo dõi và ấn đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn. Hoặc là bạn nào đang có nhu cầu muốn độ chế vào những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình. Đấy, thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Và nhà mình đang có những cái chương trình ưu đãi trị ân khách hàng thì cực kỳ là hời. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh của nhà mình thì nhà mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ. Đấy, để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Và thông thường thì những cái chiếc thẻ nhớ đấy nhà mình sẽ lắp đặt sẵn vào chiếc cam cho các bạn. Đấy, để các bạn khi nhận hàng về là các bạn đối với những cái dòng cam như này thì các bạn sẽ không phải mở ra để lắp nữa, và nhà mình sẽ lắp sẵn vào đây cho các bạn này. Đó, lắp sẵn vào đây cho các bạn thì khi việc mà hàng về tay là các bạn chỉ việc mở ra và sử dụng thôi, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Đó. Thì và thứ hai nữa là khi các bạn mua hàng từ xa, mua hàng online thì nhà mình sẽ free ship cho các bạn đó. Và thì bây giờ ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn này kết nối trên điện thoại này, tải app trên điện thoại và sử dụng. Đấy, giờ mình sẽ kết nối cái em ổ cắm này với nguồn điện. Các bạn chỉ cần kết nối vào nguồn điện cho mình thôi này. Đấy,
thì như 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 dòng như những cái con ổ điện thông thường thì đây nó sáng đèn lên là nó đã báo là điện đã vào rồi nhá. Điện vào như thế này là nó sẽ tự động quay. Đấy, tự động quay 24/24 luôn. Cứ có điện là nó sẽ quay. Đấy, khi đã có kết nối với nguồn điện rồi thì các bạn sử dụng điện thoại của mình này, các bạn mở điện thoại của mình lên, ấn vào App Store hoặc là CH Play cho mình. Đấy, ấn vào cái phần mà tải ứng dụng ấy. Các bạn ấn tải cho mình cái ứng dụng có tên là Lookcam. Đấy. Ấn tìm kiếm này, ấn tìm kiếm, ấn chữ Lookcam Lookcam. Đấy, các bạn ấn tìm kiếm Lookcam. Đấy, các bạn ấn tải về cho mình. Đấy, ở đây thì nhà mình đã tải về rồi. Đã tải về rồi, các bạn ấn tải về đây cho mình nha. Khi các bạn ấn tải về hoàn tất xong, các bạn ấn tải về xong thì các bạn ấn thoát ra nha. Các bạn ấn vào phần cài đặt của điện thoại, ấn vào phần wifi của điện thoại này. Và khi các bạn ấn vào phần wifi của điện thoại thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu của cam phát ra. Máy của mình đã bắt được rồi đây này. Đó, tín hiệu đây sẽ là tín hiệu của cam phát ra, mặc định của nó sẽ là một chữ G đầu tiên, một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái bất kỳ. Đó, các bạn kết nối vào đây cho mình. Đấy, các bạn kết nối vào đây cho mình, và cái tín hiệu này nó chỉ làm việc với một máy chủ thôi, còn những máy khác mà có bật lên thì nó sẽ không nhìn thấy nữa. Đấy, đã kết nối rồi thì những máy khác bật lên thì nó sẽ không nhìn thấy cái này nữa, nên là cực kỳ bảo mật cho các bạn. Đấy, khi các bạn đã kết nối như thế này rồi, các bạn ấn thoát ra và sử dụng, ấn vào app là sử dụng thôi. Đấy, kết nối cực kỳ là dễ dàng, và sử dụng thì cũng giống như những cái dòng cam to thôi. Đấy, khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra một chữ tim này, các bạn scan cho mình này. Ấn scan cho mình, các bạn ấn vào chữ device online màu xanh như trên này, các bạn ấn scan tiếp. Đó, mình sẽ xoay ngang màn hình ra cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, đây sẽ là chất lượng hình ảnh này, cực kỳ là mượt cho các bạn luôn, cực kỳ là mượt luôn. Quay em này cực kỳ là mượt, thường thường thì để như thế này này. Đấy, bất kỳ có cái gì đi qua cũng cực kỳ là mượt này. Đó. con này thì hình ảnh, chất lượng hình ảnh thì cực kỳ là mượt, cực kỳ là sắc nét. Và con này thì có thể zoom cho các bạn để các bạn có thể soi kỹ được này. Đấy, các bạn có thể soi được nha. Zoom thì zoom khá là xa để cho các bạn có thể phóng to ra để xem kỹ hơn. Và ở trên đây thì đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này là ngày giờ tháng năm theo điện thoại của các bạn, là ngày giờ tháng năm quốc tế, này là cực kỳ là chuẩn xác. Này, cực kỳ là chuẩn xác. Khi các bạn ấn chạm vào màn hình này thì nó sẽ hiện ra hai cái thanh đen này, thì ở trên đây sẽ là cái phần mà chất lượng hình ảnh, độ phân giải ấy. Đấy, các bạn ấn chọn vào đây thì nó sẽ có 4K, 2K, 1080, đây là tùy các bạn sử dụng. Đấy. Đấy, đây là tùy các bạn sử dụng nhá. Còn ở dưới đây sẽ có những cái tính năng như là loa này sẽ là để nghe này, mic này là để ghi âm này, chỗ này sẽ là chụp ảnh quay phim, đây là chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh. Đấy, các bạn cảm thấy nó lệch, các bạn để như thế nào, các bạn muốn để cho hình ảnh đúng về theo mong muốn của các bạn thì các bạn cứ tùy chỉnh ở dưới đây, có những cái công cụ như này đó. Và khi các bạn muốn nghe từ xa ấy thì các bạn bật loa này lên cho mình. Alo đó. Khi các bạn bật muốn muốn nghe âm thanh to rõ ràng hơn thì các bạn cứ bật mắc âm lượng của điện thoại lên. Các bạn cứ bật to âm lượng điện thoại lên, các bạn mở cái này ra là các bạn đã có thể nghe được âm thanh to và rõ ràng. Ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau. Và khi các bạn test mà các bạn để hai cái thiết bị này gần nhau ấy thì nó cũng sẽ giống như mình, là gây nên là xung đột âm thanh. Đấy, gây nên xung đột âm thanh. Và khi các bạn nghe từ xa, các bạn kết nối từ xa, các bạn nghe từ xa thì âm thanh to và rõ ràng hơn. Đó. Thì đây, ở trong đây thì có những cái tính năng cơ bản là nó sẽ là những cái tính năng như thế. Nhìn các bạn nhìn thì các bạn cũng rất là dễ hình dung, dễ hiểu thôi. Đó, và ở ngoài đây các bạn nào mà muốn kết nối này, các bạn muốn kết nối từ xa, các bạn muốn xem từ xa thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình, ấn vào phần device setting ở đây. Đấy, ấn vào phần wifi setting này. Đấy, biểu tượng wifi đấy. Ấn vào phần wifi setting thì các bạn sẽ thấy những cái wifi ở xung quanh cái cam của mình, thì các bạn chọn vào cái wifi của cam nhé, chọn vào cái wifi mà của nhà mình ấy, mà các bạn biết rõ mật khẩu ấy. Đấy, của nhà mình thì các bạn ấn mật khẩu vào cho mình. Các bạn lưu ý là các bạn phải nhập đúng mật khẩu nhé, các bạn cứ nhập từ từ thôi, các bạn nhập đúng mật khẩu cho mình. Đấy, các bạn ấn ok. Đấy, là khi đi xa điện thoại của các bạn
điện thoại của các bạn có mạng này 3G, 4G hoặc là wifi các bạn bật lên là các bạn đã có thể xem được từ xa, theo dõi từ xa, quan sát từ xa. Đó, nó cực kỳ là dễ dàng. Thì nó phải đạt đủ được hai điều kiện đấy nhá, thì mới có thể kết nối được từ xa, mới có thể xem được từ xa. Đó. Thì ở trong đây sẽ có một cái phần gọi là SDK setting, thì các bạn sẽ có thể ấn chọn vào đây này. Ở trong đây ấy thì nó sẽ có cái phần gọi là video duration này. Video duration này ấy, thì tức là thời lượng của một video quay lưu ở trong thẻ nhớ ấy. Tức là ở đây thì mình đang đặt chế độ là 5 phút, mặc định của nó sẽ là 5 phút. Tức là nó cứ quay liên tục trọng, cứ quay liên tục như thế, cứ 5 phút một video xong rồi lưu lại, xong rồi lại tiếp tục 5 phút một video, 5 phút một video. Nó cứ quay 5 phút, thời lượng của video là 5 phút đấy. Đó, thì bạn ở đây thì bạn nào mà có nhu cầu để thời lượng ngắn hơn là 3 phút hoặc là dài hơn 10 phút, 30 phút thì các bạn có thể vào trong đây để tùy chọn, tùy chỉnh. Đấy, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Ở trên đây thì nó sẽ có phần gọi là Auto Record và Alarm Record. Auto Record này là mình đặt nền mặc định, tức là quay 24/24. Còn bạn nào mà muốn quay hình chuyển động, ghi hình chuyển động thì các bạn tắt ở trên đi, bật ở dưới cho mình. Đó, thì cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Đấy. Và tiếp theo, các bạn nào mà muốn xem lại những cái file lưu trữ ấy ở trong thẻ nhớ mà cam quay lại được thì các bạn ấn phần cờ lao và chéo SD ở giữa này cho mình, ấn vào đây, các bạn ấn vào SD file bên này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ ở trong đây để cho các bạn có thể xem được. Đó, toàn bộ file trong đây thì nó sẽ hiện toàn bộ trong file ở đây. Còn ở bên cạnh này, trước photo này này, bên cạnh này thì sẽ là những cái hình ảnh mà các bạn chụp trực tiếp. Các bạn chụp trực tiếp thì nó sẽ ra những cái hình ảnh, hoặc là quay trực tiếp, ghi âm trực tiếp thì nó sẽ ra đây. Còn bình thường thì nó sẽ quay rồi nó sẽ đẩy ra đây để cho các bạn có thể xem lại. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Đấy, càng ở nhà mình thì cực kỳ dễ sử dụng. Và bạn nào ấy mà mua nhiều thiết bị của nhà mình cùng một lúc này, hoặc là nhiều cam, có thể là cam mua cam ổ điện này, hoặc là vừa rồi mua thêm cả cam đuôi đèn. Đấy, thì các bạn muốn xem cùng nhiều cùng một lúc thì các bạn có thể ấn chọn vào bốn ô vuông ở trên góc trái màn hình, các bạn ấn chọn vào đây. Đấy, các bạn ấn chọn vào đây, các bạn sẽ ấn chọn vào cái ô vuông này cho mình. Ở ô vuông này nó sẽ có một chữ cộng ở đây, các bạn ấn vào đây, các bạn chọn cái tín hiệu của cam phát ra ấy, thì các bạn chọn vào đây là các bạn đã có thể xem được nhiều video cùng một lúc như thế này. Đó, các bạn có thể chọn, các bạn có thể xem được nhiều cái thiết bị cùng một lúc trên một máy chủ. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Và bạn nào mà muốn chia sẻ cho người thân, bạn bè hoặc gia đình các bạn xem cùng thì các bạn cũng phải ấn vào phần bánh răng cài đặt này và phần device QR code ở cuối cùng này cho mình. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái mã code này thì các bạn chụp đi gửi cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn ấy thì xem, thì để quét cái mã này thì mới có thể xem chung được. Đấy, nên là cực kỳ tính bảo mật cực kỳ là cao. Đó, thì ở trên đây là cũng là phần mình hướng dẫn cho các bạn này. Các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Thì để nhà mình hỗ trợ cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm, lỗ 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Đó. Đó, các bạn có thể trực tiếp hoặc là đặt mua online. Khi mà các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không phải cầm mất một đồng phí nào cả đối với những hàng có sẵn. Những cái hàng đặt theo cầu thì các bạn phải cầm cho mình nha. Đó. Thì khi nhận hàng thì các bạn sẽ được đồng kèm với shipper, được bảo hành, được thử hàng, được test hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì bao test, bao ship cho các bạn luôn. Thì video của mình đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình, và nhớ ấn đăng ký kênh để được tặng những cái ưu đãi cực kỳ là hời. Đó, hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái mẫu khác trên kênh của mình. Trên kênh của mình thì đang có rất là nhiều mẫu, hay các bạn có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.